Nếu các bạn yêu thích và cưng thú cưng, nếu các bạn yêu thích cuộc sống nông thôn bình dị, hãy đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Hello, chào mừng các bạn đến với channel của Gà Con Siêu Quẩy. Thì như nói đêm hôm đó các bạn, có người giao mình hai con cò. Mình nghi ngờ nó bắt cái tổ cò của mình phát hiện quá. Mình tổ đó tới 3 con lận nha các bạn. Sao không bắt được 2 con không biết. Mà không biết là phải không. Sáng hôm nay mình đi bển thăm thử các bạn ơi. Mình sẵn thăm bị gắn luôn. Thăm bị gắn rồi thăm dính hay không, con chuột còn sống hay không, cho nó một phần thưởng. Cho nó một phần ăn. Nói chứ đối xử nó ác chứ cũng phải cho nó ăn uống chứ. Ghét cũng phải cho nó ăn uống. Cho mấy con chuột này nó biết được cảm giác khi ta nuốt cái bụng. Ôi các bạn nghe tiếng con quạch kêu không? Từ ngày mình bắt, từ ngày mình đem con quạch quạch kia về, cái như vòng vòng cái quy mình có mình quạch hơi nhiều, có tiếng kêu của nó lại. Giờ là mình đi đây, hy vọng là không phải là tổ cò đó nha. Hy vọng là sẽ dính gắn bự. Ôi các bạn ơi, ơi đằng xa xa mình là mình thấy cái trứng trắng tinh này các bạn. Được rồi, đây trời đất quỷ thật ơi, trứng cu các bạn, trứng cu vàng. Ơi nó mắc đẻ dữ lắm, sao mà tự nhiên không ổ giết gì vô người tự nhiên đẻ đây trời. Trên cái thành tường nè, con này chắc đang đậu trên thành rồi, mắc đẻ quá y luôn, y sẵn y đây luôn, không ổ giết gì hết trơn. Trời ơi, giờ trong cái quy mình đâu có gì ấp đâu mà bỏ vô, nguyên một trứng cu luôn. Cu này cu vàng các bạn ơi, cu đất thì nó bự hơn, cu gáy á, cu gáy cu còm á thì nó bự hơn. Cu này với cu vàng nó xíu à. Trời ơi, hết chuyện rồi. Bây giờ mấy con cu các bạn thấy không, làm biếng làm tổ lắm, là tha nó dài gọng gác làm tổ xong rồi, không như mấy loài chim sẻ. Chim sẻ người ta làm một tổ thiệt bự được kính luôn, người ta mới đẻ. Ông nội tha dài gọng gác hay đẻ. Bây giờ bắt đẻ đường đường luôn, trứng này là bỏ chắc rồi, nó đâu có ấp. Nếu vậy để bà ấp gì. Thôi đi các bạn ơi, đi bển xem sao. Vừa đi vừa quay luôn các bạn. Ôi trời, cu vừa đi vừa quay. Coi quay cho các bạn xem luôn, có thấy chim nợ trong đây mấy cái đám gừng sậy nó bay ra không? Hy vọng là không phải tổ cò đó, tại tổ cò đó tới 3 con lận. Nếu mà tổ cò đó có 2 con thì lẽ con kia nó chết hay là bị cái gì. Hy vọng là nó đừng có vì, còn 3 con yên nguyên.
có à. Đó, cô gái bay lạc tạc đó. Thôi đi xa quá, cắt bớt đi các bạn ơi. Ồ. Gần như thấy ghê lắm. Mà chăn bò chăn gì cũng không có chăn vô tới cái cục tổ cỏ đâu các bạn ơi. Miếng ngoài thôi chứ làm vô tới trong hốc bà tó này dữ. Chết cha không có tung tích các bạn ơi, im điềm quá rồi. Rồi rồi, thấy giống lỏng rồi các bạn ơi. Các bạn chưa thấy chưa, mình ở đây mình thấy rồi nè. Ê, cái gì vậy? Rồi chống lỏng rồi các bạn ơi. Nó còn mất tiêu rồi. Không còn em nào nữa các bạn ơi. Trời ơi, lẽ tổ cò này trời. Ừ các bạn. Đi thăm tổ cò mà phát hiện tổ này nữa các bạn ơi. Nhỏ thôi. Đây này các bạn. Đó, thấy chưa? Hai trứng cu gáy nha các bạn ơi, cu còm nha. Đừng có động nó cái nha các bạn. Thôi, nhé các bạn thấy xíu thôi. Đó, hai trứng nha, đi các bạn ơi. Ở đây lâu nó hôi mùi. Hôi mùi rồi nó bỏ. Ê, còn một con, mình thấy còn con cò các bạn ơi. Đi xuống, giờ đi xuống dưới các bạn ơi, chèo xuống. Cậu bên đây cũng mình hoạch cũng dữ người ta. Thì bên đây với bên mình cũng sát bên thôi. Đi xuống dưới các bạn ơi, xuống dưới. Rồi, bây giờ là mình đã xuống tới cái bẫy này rồi. Mà hình như là nó im điềm rồi các bạn ơi. Im điềm nó không có cái gì gọi là gì. Trời ơi. Ở đây có lông cu nữa trời. Ở bên đây cu dữ rồi các bạn ơi. Rồi con chuột còn nguyên các bạn ơi. Không có gì gọi là cho nó bịt lúa. Trời ơi, mấy con chuột khác nó đùng nó kiếm như đường vô. Nó vô không được. Hôm vẫn còn nhạy mà. Tại không có gắn thôi. Đó, phần thưởng cho em là một bịch lúa đó. Cố sống sót thêm vài ngày nữa đi. Sót thêm vài ngày nữa. Con gì kêu dữ vậy?
chung đi qua đây vừa không đặt bẫy thì không thấy hai chuyến chim cu. Cũng mấy ngày rồi qua đây thì phát hiện. Qua đây thì phát hiện hai chuyến chim cu cũng được. Rồi em cò mất tiêu các bạn ơi. Rồi ba em cò mất tiêu thiệt rồi. Trời ơi sao không bắt được đây. Chăn bò đây thiệt. Cứt bò không. Sao không bắt được ta. Hay ha. Gì mà thấy ổ cò ha. Không bắt thiệt các bạn ơi. Vì ổ cò này thiệt rồi. Đây nè. Cứt cò chà bá nè. Bò mà vô, con bò vô thấy hóc bà tó này luôn ghê thiệt. Hồi nãy mình thấy còn em hay gì á. Biết phải không nữa. Dạ thấy không rõ. Ê các bạn ơi. Dạ. Nè các bạn, còn em nè, còn em thiệt hay gì nè, đậu đây nè. Đâu, kéo lại các bạn thấy em nha. Đó. Các bạn thấy không? Bây giờ sao các bạn? Thả hai em kêu ở đây. Hay là hốt em này gì luôn. Hỏi các bạn gì nữa. Mình hỏi cái gì về tất tự mình giải quyết luôn. Chứ mình hỏi các bạn gì nữa. Con ơn mình đây hỏi ai. Xong rồi mới up video sau mà. Và hỏi các bạn nữa. Tới chờ các bạn kêu mình bắt hay kêu mình thả hay quay lại thì đâu còn gì nữa. Giờ tự mình quyết định luôn. Không biết sao nữa. Thôi bây giờ mình chắc ập giáo xuống các bạn ơi. Chắc kết thúc video đây. Rồi kết quả như thế nào thì tập sau mình hạ hồi phân giải ha. Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ. Một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Bye bye và hẹn gặp lại tập sau nhé. Bye bye. Nhớ bấm like và subscribe. Đăng ký ủng hộ mình nhé.